Kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, tôi là Kính Hòa cùng với Cát Linh. Chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Việt Nam trong tuần của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chắc là mọi người quan tâm đến thời sự Việt Nam đều biết là trong một tuần vừa qua có một sự kiện lớn quan tâm đến liên quan đến ngành truyền thông Việt Nam, làng báo Việt Nam là ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập tờ báo Petro Times bị cách chức sau một thời gian đồn đại trên mạng xã hội, rồi sau đó là chính thức công bố là bị cách chức. Trong chương trình Việt Nam trong tuần hôm nay, chúng tôi có hai khách mời, cũng là hai nhà báo độc lập, hai blogger nổi tiếng ở Việt Nam, là ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng và ông Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Xin mời bên kỹ thuật nối với hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất. Chào anh Trương Duy Nhất, chào anh Phạm Chí Dũng. Chào mừng hai vị đến với chương trình Việt Nam trong tuần của Kính Hòa và Cát Linh. Thưa, chắc là hai anh đều có theo dõi câu chuyện về ông Nguyễn Như Phong bị cách chức tổng biên tập báo Petro Times. Thì qua hai câu chuyện này, hai anh có một cái nhận xét gì về cái sự kiện đó? Có vẻ như là nó chưa có tiền lệ trong lịch sử truyền thông báo chí Việt Nam một cách công khai như vậy. Câu hỏi đầu xin nhường lời, xin dành cái phần trả lời đầu tiên cho anh Phạm Chí Dũng. Có thể nói là có một cái sự việc chưa có tiền lệ bao giờ, tức là cái việc mà một cái tờ báo nhà nước lại đăng một cái bài của một cái đối tượng mà nhà nước coi là cực kỳ phản động, tức là người buôn gió Bùi Thanh Hiếu. Chuyện đó thì từ trước tới giờ chưa có bao giờ xảy ra. Chỉ còn cái chuyện mà cách chức tổng biên tập thì đã thỉnh thoảng xảy ra ở Việt Nam cho đối với báo nhà nước. Nhưng mà tôi muốn nói đây là lần đầu tiên xảy ra cái chuyện đó. Anh Trương Duy Nhất. Đúng là như anh Phạm Chí Dũng nói khi nãy thì cái việc nó khác lạ đầu tiên là cái việc một tờ báo chính thống của nhà nước lại đăng cái tin của anh Bùi Thanh Hiếu, anh phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh theo cái luồng thông tin mà nó ngược như thế. Chứ còn cái chuyện mà đột ngột cách chức không chỉ một tổng biên tập mà hàng loạt tổng biên tập, mà tự dung vào vùng dao chém hàng tàu loạt tổng biên tập thì lâu nay cũng xảy ra nhiều rồi chứ không phải bây giờ mới có. Dạ vâng. Nhưng em đã có hỏi nhé. Dạ, Cát Linh có một cái thắc mắc, đó là như anh Trương Duy Nhất vừa mới nói, ông tổng biên tập của một tờ báo chính thống đã đăng một bài viết mà anh Phạm Chí Dũng cho là cực kỳ phản động, thì cái vấn đề đó đã nói lên như một cái điều gì thưa hai anh? Hai anh nhận xét như thế nào về cái sự việc như vậy? Anh Dũng. Tôi thì mời Nhất trước đi. Dạ, anh Nhất rồi. Tôi thì không dám phán xét cái chuyện đó là phản động hay không phản động. Mà cái thông chắc tin là anh Dũng nói phản động trong nháy nháy. Thông tin lên báo chí là nếu theo như làm báo như các anh thì nó dân chủ hơn, thì được cái quyền thông tin báo chí là phải thông tin đa chiều. Cho nên á, cái việc ông Nguyễn Như Phong, cái việc tờ báo đó đưa một cái thông tin như thế, tôi cho là thông tin thì nó đa chiều, nó có đúng, nó có sai chứ. Cho nên là không thể nói là vì một cái thông tin sai như thế mà để cách chức cả, thì cái đó là cái không chấp nhận được. Anh Dũng. Tôi muốn nói lại thế này, tức là khi mà chúng ta nói về thế lực thù địch, về phản động, những cái tính từ phản động thì chúng ta để trong mặt kép. Và tôi muốn nói cái đó là thế này, đảng quan niệm như vậy, và chúng tôi chỉ là những nhà báo độc lập, và chúng tôi dẫn lại một cách độc lập cái vấn đề đó. Bây giờ xin nói lại cái vấn đề mà Nguyễn Chí Phong là thế này. Thứ nhất là cái điều đó, về cái việc mà một cái tờ Petro Times đăng cái điều đó là đã đăng cái bài phỏng vấn của Bùi Thanh Hiếu là chưa bao giờ xảy ra. Những đối tượng, những nhân vật như là Bùi Thanh Hiếu là chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam. Mà đặc biệt khi mà chúng ta nhìn lại cái vấn đề nhân thân của ông Nguyễn Như Phong thì chúng ta thấy là ông đây là một đại tá về công an, một đại tá không chỉ là công an mà nằm trong cái lực lượng an ninh nữa. Và Nguyễn Như Phong thì tôi biết chứ hẳn như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là một cái nhà đấu tranh có bề dày nổi tiếng ở Việt Nam, kể với tôi là thế này. Tức là năm 1991 khi mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế còn ở trong tù thì chính Nguyễn Như Phong đã vào trong tù và yêu cầu là chụp hình và sau đó viết bài công kích bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Có nghĩa là thế này, ông Nguyễn Như Phong là một cái nhà chuyên chính, mà một nhà chuyên chính không phải chuyên chính vô sản mà chuyên chính của đảng. Dòng chính của đảng Cộng sản. Đúng rồi, ông có thể nói là cái người mà ông thường xuyên là viết những cái bài công kích cái giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, và cái điều đó thì rất nhiều người có thể chứng kiến. Và cái kỳ bầu cử quốc hội vừa qua thì chúng ta đã thấy là Petro Times đã đăng một cái bài đánh những cái người tự ứng cử, ví dụ là nghệ sĩ Vượng Râu, thì chúng ta đã thấy như vậy. Như vậy khi mà
cái tâm thế như thế nào mà Nguyễn Như Phong có thể đột ngột một bước có thể nhảy sang cái phía tôi muốn nói tức là thiện cảm đối với Người Buôn Gió mà có thể đăng một cái bài phỏng vấn tức là của Thời báo của Đức và phỏng vấn Người Buôn Gió như vậy. Thì đó chính là cái vấn đề chúng ta muốn mổ xẻ và để tới từ tâm thế của Nguyễn Như Phong để tới thấy tâm thế của những cán bộ đảng viên, những cán bộ công an ở trong ngành hiện nay như thế nào, và nói chung là nhìn rộng ra đại đa số đảng viên ở Việt Nam hiện nay đang ở trong cái tâm lý và tâm thế như thế nào để có thể họ hành xử như vậy. Anh Nhất có đồng ý ý kiến của anh Dũng không? Tôi thì anh Nguyễn Như Phong thì lâu nay anh là biên chế trong ngành công an, trên cái cách làm báo của anh chúng ta cũng dễ thấy thôi. Cái lối làm báo của Nguyễn Như Phong là lối làm báo cầm bút như cầm súng vậy. Ông đem nguyên cái tư duy của một ông binh đại tá công an để ông cầm bút, cái đó là một cái dễ thấy, nó làm báo khác hơn mọi người. Còn cho nên nó ấn vào một cái tờ báo mà ông cầm trịch thế thì nó cũng theo cái tư duy của ông, tư duy điều hành của Nguyễn Như Phong. Còn cái chuyện mà như anh Dũng vừa rồi nói thì vì sao ông lại chia sẻ cái thông tin của Bùi Thanh Hiếu sau khi phỏng vấn cái chuyện Trịnh Xuân Thanh thế thì thú thật chúng ta cũng đoán thôi. Vâng. Chúng ta cũng đoán thôi, chúng ta không biết thế nào, biết đâu có thể một câu chuyện nào đó ở đằng sau đó mà chúng ta không biết đâu, mà cũng có thể, tôi nghĩ cũng có thể nhiều khi cũng chả có câu chuyện nào đằng sau cả. Nhà khi với cái tâm tính và cái tư duy làm báo kiểu Nguyễn Như Phong như thế thì biết đâu ông cậu ưa trội thế thì cậu đưa cái thông tin lâu nay luôn muốn khác người ta, luôn muốn hơn người ta, thì cậu đưa, ông đưa một cái như kiểu như thế thì muốn hơn người ta, cũng như có ai nghĩ là nhà báo nào có dám đưa lên báo đăng một bài bổ ví tự nhận mình nhà báo như loài chó đâu, thì chỉ có Nguyễn Như Phong mới làm, thì biết đâu cũng chỉ trơn thuần theo cái cách nghĩ của Nguyễn Như Phong. Dạ vâng. Thế, cũng, trở lại với anh Dũng đó. Có một lần đó, Kính Hòa nhớ là có trao đổi với anh Dũng về cái sự kiểm soát truyền thông Việt Nam hiện nay, thì anh Dũng có phân tích là dường như truyền thông hiện nay ở Việt Nam không phải tập trung về một mối nữa, thì cái câu chuyện Nguyễn Như Phong này có phải là đúng theo cái lời anh Dũng đã phân tích hay không, và anh Nhất có đồng ý như vậy không? Cho em cắt ngang cái này tí xíu. Ý của anh muốn nói là không tập trung về một mối, tức là không phải là do tức là dưới trước đây cái... là một mối là ban tuyên giáo trung ương, tức là mọi thứ răm rắp như tổng nhau biên tập lớn rồi nhất. Bây giờ có vẻ như là ví dụ như lần trước anh Dũng có phân tích cái chuyện là cái bài báo của Bí thư Thành ủy là ông Đinh La Thăng đang lên bị gỡ, thì cái điều đó chưa từng xảy ra, thì anh Dũng cho ý kiến về chuyện này. Có phải là cái Nguyễn Như Phong này nó xác tính được cái nhận xét của anh lúc trước không? Chúng ta nhìn lại thấy thêm một logic như thế này, tức là hồi tháng 5 vừa rồi khi mà liên quan tới cái vụ Bob Kerry là trưởng quỹ của cái đại học Fulbright ấy, thì lúc đó thì ông Đinh La Thăng cũng có một cái bài trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, và ông Đinh La Thăng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Bob Kerry ở lại cái vị trí đó. Thì sau đó thì ông cái bài trả lời phỏng vấn của Đinh La Thăng trên báo Tuổi Trẻ bị gỡ, và chính báo Tuổi Trẻ gỡ cái bài đó. Như vậy thì thế này, báo Tuổi Trẻ là thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lại thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một đầu mối. Nhưng mà báo Tuổi Trẻ cũng là chịu cái sự chỉ đạo về mặt chính quyền của Bộ Thông tin Truyền thông, và đồng thời chịu cái sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Như vậy thì hai cái đầu mối ở Trung ương đã quyết định dứt khoát là gỡ cái bài báo Tuổi Trẻ. Như vậy chúng ta muốn thấy là thế này, chỉ cần phân tích như vậy đã thấy có ba đầu mối, chưa kể những cái đầu mối khác. Thì khi mà liên hệ lại cái vấn đề của ông Nguyễn Như Phong thì tôi muốn nói là thế này, tức là tờ Petrotas thì về danh nghĩa là thuộc Hội Dầu khí Việt Nam, nhưng mà về thực chất thì có thể nói là thế này, đây là một cái tờ mà có hai kênh. Thứ nhất là kênh đảng, giống như những cái tờ Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và Nhân dân. Thứ hai nữa là có một cái mối quan hệ có lẽ là khá đặc biệt đối với ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm thủ tướng. Năm đầu năm 2015 thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, đặc biệt là tới thăm tờ Petrotas. Và cái dịp tới thăm đó lại xảy ra vào, tôi nhớ là ngay hội nghị Trung ương 10, hình như là chỉ sau mấy ngày sau hội nghị Trung ương 10. Mà chúng ta biết hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2010, tháng riêng năm 2015 đánh dấu một cái sự kiện rất lớn ở trong đảng, là lần đầu tiên trong cái thăm dò uy tín của các ủy viên Bộ Chính trị thì ông Nguyễn Tấn Dũng là vươn lên đầu bảng, và tất cả những nhân vật khác là đều đứng sau ông Nguyễn Tấn Dũng, kể cả ông Trương Tấn Sang. Như vậy thì tôi muốn nói là có một cái mối quan hệ đặc biệt giữa Petrotas nói chung và Nguyễn Như Phong nói riêng đối với Nguyễn Tấn Dũng, để từ đó có những cái tin đồn đoán sau này dẫn ra rằng
ông Nguyễn Như Phong thuộc về nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng? Anh Trương Duy Nhất. Cái cách anh Phạm Chí Dũng gọi là cái sự phân nhánh thì tôi nhìn nhận thấy ở thế này, tức là nói phân nhánh thì nhiều khi nó cũng hơi quá đi một tí, chứ còn cái nghĩa này thì có, và tôi cũng đã nhìn thấy từ lúc vẫn còn làm trong báo chính thống rồi, tức là cái sự tranh thủ và bè phái trong chính nội bộ của các tờ báo và các cái quan chức của trên của các quan chức của chính quyền thì đều có, và nó hình thành những cái ekip để phục vụ cho những cái nhóm lợi riêng biệt, nhiều khi mâu thuẫn lẫn nhau để đấm đá lẫn nhau, thì điều đó thì đều có thật và đã xảy ra từ lâu rồi, và càng ngày đến bây giờ giai đoạn này thì nó càng rõ ra, bởi vì giai đoạn này cái mâu thuẫn trầm trọng trong nội bộ đảng nó càng ngày càng rõ, thì cái sự tranh thủ trong cái giới báo chí để mà phục vụ trong những cái lợi ích, những mưu đồ của những cái nhóm lợi ích đó thì nó càng ngày càng rõ. Mình có cái câu hỏi cuối cùng, mời Cát Linh. Dạ vâng, thưa hai anh, thì qua cái phân tích của anh Phạm Chí Dũng và anh Trương Duy Nhất thì tụi em có một cái riêng, với Cát Linh thì Cát Linh có một cái câu hỏi, đó là cái quan niệm của một cái người gọi là ban, như anh có nói là ban tuyên giáo, tức là cái nơi tập trung quyền lực lớn nhất ở Việt Nam đó, phụ trách báo chí. Vâng, thì theo hai anh thì cái người đó nhìn nhận về cái mạng xã hội hiện nay như thế nào? Lý do là vì nhắc lại một kể thêm một chút xíu, đó là khi mà cái việc Nguyễn Như Phong xảy ra đó là vào ngày 30 tháng 9, thì lúc đó báo chính thống không có ai đưa, không có một tờ báo nào đưa tin hết, mà tất cả chúng ta biết được và dự đoán, suy luận của dư luận đó là từ mạng xã hội. Thì cho tới ngày hôm, tức là cái nguyên nhân mà để ông Nguyễn Như Phong bị cách chức, mà thật ra đó, em cũng đã thấy được cái tin trên trang cá nhân của anh Trương Duy Nhất đó. Thì qua ngày hôm sau thì báo chính thống mới đưa tin. Thì thưa hai anh, như vậy thì cái vai trò của ban tuyên giáo, họ nhìn nhận cái mạng xã hội như thế nào trong cái vấn đề này ạ? Anh Phạm Chí Dũng. Tháng 8 năm 2015, lần đầu tiên ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó gọi là Thủ tướng, đã phải thốt ra trong một cái cuộc họp chính phủ: chúng ta không thể ngăn được mạng xã hội đâu các đồng chí ạ. Vâng. Chúng ta nhớ câu đó ha, đó là một cái câu mà theo tôi đó là một cái tôn chỉ mà cũng sau đó định hướng luôn cho cả ban tuyên giáo. Và chúng ta thấy là dẫn chứng ngay, tức là có bằng chứng ngay, là đến trước đại hội 12 thì nổ ra một cái cuộc chiến hai ba phe gì đó trên mạng xã hội, và lúc đó báo chí nhà nước tuyệt đối không dám tham gia, mà chỉ có mạng xã hội tham gia mà thôi. Và lúc đó thì có những cái bàn tay bí mật nào đó đã tung những cái tài liệu rất nội bộ, kể cả những cái tài liệu của Trung ương Đặc ủy Tình báo Việt Nam Cộng Hòa lên mạng xã hội liên quan tới một số nhân vật, kể cả cái bức thư giải trình 12 điểm 9 trang của ông Nguyễn Tấn Dũng đối với Bộ Chính trị lên mạng xã hội. Như vậy thì cái điều đó cho thấy là người ta không nói ra, nhưng mà đối với mạng xã hội đó là một vai trò cực kỳ quan trọng. Và theo một số cái hội thảo ở trong nội bộ mà tôi có nghe thông tin thì tất cả đều ngán mạng xã hội. Và báo chí nói thẳng là nếu mà cái tình hình mà ban tuyên giáo mà ngăn cấm báo chí, chỉ đạo cho báo chí, cầm tay chỉ việc cho báo chí như thế này, thì đến một lúc nào đó thì báo chí nhà nước sẽ bị triệt tiêu hết và chỉ còn lại mạng xã hội tồn tại mà thôi. Vâng. Đó là câu trả lời. Về chỗ ban tuyên giáo thì thực sự cho đến bây giờ thì chưa nghe phát ngôn nào của người đứng đầu ban tuyên giáo, tức là ông Võ Văn Thưởng, nói về điều này cả. Cho nên là có một cái cảm giác, tôi có cảm giác là người nào đó đang điều hành cái ban tuyên giáo chứ không phải ông Võ Văn Thưởng. Tôi thấy cũng khá thú vị. Nhưng mà tôi thấy là nói trên Dũng đúng thôi, bởi vì trước những cái sức mạnh truyền thông mạng bây giờ, thì truyền thông mạng Facebook thì chính quyền nào cũng phải run sợ cả, nhất là những chính quyền độc tài. Thì cái đó là một cái cũng là một cái lợi thế của truyền thông mạng và cái Facebook. Người ta càng cấm thì người ta càng nhường cái thế trận cho truyền thông mạng thôi. Thì cái đấy cũng là một cái xu thế hay, tôi cho là hay. Dạ vâng. Xin cảm ơn bên Phạm Chí Dũng. Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi bổ sung một cái cảm giác. Tại vì anh Trương Duy Nhất có cảm giác, tôi cũng bổ sung một cái cảm giác của tôi là ban tuyên giáo hiện nay hình như không phải ông Võ Văn Thưởng, mà là hình như là ông Đinh Thế Huynh.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng và xin cảm ơn anh Trương Duy Nhất đã dành thời gian để cho cái cuộc trao đổi với chúng tôi. Xin cảm ơn hai anh. Dạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Khánh Hòa, cảm ơn Diễn Linh và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi có được cái buổi trao đổi về cái đề tài thú vị này. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Xin kính chào. Xin chào anh. Quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do và cũng kính chào các follower trên Facebook của Đài Châu Tự Do. Và xin hẹn lại gặp lại các bạn giờ này tuần sau. Xin chào tất cả.